chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, thần tài báo mộng, trúng lớn liên tiếp, giàu sang chạm nóc, đúng trong tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hoan hỷ chào mừng quý vị đã đến và quay trở lại đồng hành cùng với Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được kính chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cuộc sống không phải lúc nào cũng trôi chảy như một dòng sông êm đềm, mà thường xuyên gặp phải những cơn sóng dữ. Những thử thách mà chúng ta phải đối mặt đôi khi giống như những cơn bão lớn che khuất tầm nhìn và làm chúng ta cảm thấy mất phương hướng. Tuy nhiên, chính trong những lúc khó khăn ấy, sức mạnh bên trong của mỗi người, hay còn gọi là nghị lực, lại được khơi dậy. Nghị lực là khả năng đứng vững trước bão tố, là sự can đảm để đối diện với những thử thách mà không hề lùi bước. Có một câu nói nổi tiếng rằng, đừng buồn khi cánh cửa này khép lại, hãy mừng vì có cơ hội mở cánh cửa khác tuyệt vời hơn. Nghị lực chính là chìa khóa để mở ra những cánh cửa mới đó. Đôi khi, nó thể hiện qua những quyết định dũng cảm, đôi khi lại ẩn chứa trong những giọt nước mắt của sự thất bại. Điều quan trọng là nghị lực không bao giờ cho phép chúng ta bị cuốn trôi trong những khó khăn, mà ngược lại, nó như một ánh sáng dẫn đường giúp chúng ta vượt qua những chặng đường gập ghềnh. Những người sở hữu nghị lực mạnh mẽ thường biết cách biến những cản trở thành cơ hội phát triển. Họ học hỏi từ những trải nghiệm đau thương, rút ra những bài học quý giá từ mỗi thất bại, và từ đó họ trở nên kiên cường và quyết tâm hơn. Nghị lực chính là ngọn lửa bùng cháy trong tâm hồn, giúp chúng ta vượt qua những đỉnh núi cao nhất mà cuộc sống đặt ra, biến những cơn bão thành những cơ hội để tỏa sáng. Mới đây nhất, theo luận giải lá số tử vi của 12 con giáp, các thầy tử vi đã nói rằng, nếu trước đây con giáp Đinh Mùi có khó khăn, vất vả trăm đường, thì hãy sốc lại tinh thần, dưỡng trí và bền tâm, bởi 4 tháng cuối năm này, Đinh Mùi sẽ có cơ may cực lớn, lật ngược tình thế, bản mệnh có thể đón nhận được vận may trời ban, chuyện làm ăn trở nên thuận lợi hơn. Những việc khó khăn được đẩy lùi, khúc mắc được giải quyết, sự nghiệp phát triển tốt đẹp mang lại cho bạn cuộc sống vui vẻ, đủ đầy hơn so với giai đoạn trước đó. Vậy, lá số tử vi của tuổi Đinh Mùi trong 4 tháng cuối năm này cụ thể ra sao? Quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chi tiết ngay sau đây quý vị nhé. Chấn động, tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, thần tài báo mộng trúng lớn liên tiếp, giàu sang chạm nóc. Đúng 4 tháng cuối năm 2024 nếu chú ý 3 điều đại kỵ này. Thưa quý, vì vận trình của tuổi Đinh Mùi trong 4 tháng cuối năm 2024 hứa hẹn mang đến nhiều thay đổi đáng kể. Đây là giai đoạn mà bản mệnh có thể gặp những cơ hội lớn trong công việc và tài lộc, nhưng đồng thời cũng đối diện với các thách thức đòi hỏi sự cẩn trọng và bình tĩnh. Hãy cùng phân tích chi tiết từng tháng để hiểu rõ hơn về vận mệnh của tuổi Đinh Mùi. Tháng 9 âm lịch, cơ hội mới trong công việc, nhưng cần cẩn thận với rủi ro đầu tư. Tháng 9 âm lịch mở ra cho tuổi Đinh Mùi những cơ hội mới trong lĩnh vực sự nghiệp. Đây là thời điểm mà bản mệnh có thể gặp những dự án mới hoặc các cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội luôn là những rủi ro tiềm ẩn. Vì vậy, điều quan trọng nhất trong tháng này là sự cẩn trọng trong việc đưa ra các quyết định tài chính. Nếu bản mệnh đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, hãy dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định, tránh những khoản đầu tư thiếu cơ sở, mạo hiểm hoặc nghe theo những lời khuyên không đáng tin cậy. Bản mệnh có thể dễ bị cuốn hút bởi các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao. Nhưng đây cũng là thời điểm dễ gặp rủi ro nhất. Cùng với đó, bản mệnh cần tập trung vào việc củng cố vị trí hiện tại trong công việc, thay vì thử sức ở những lĩnh vực mới lạ. Tháng 9 là giai đoạn tốt để phát triển các dự án đã có nền tảng vững chắc, nhưng không phải là thời điểm thích hợp để mạo hiểm mở rộng quá nhiều. Lời khuyên, hãy kiên nhẫn và thực hiện những bước đi vững chắc, tập trung vào các dự án quen thuộc và tránh đầu tư mạo hiểm. Đây là tháng mang lại cơ hội, nhưng đòi hỏi sự cẩn trọng tối đa. Tháng 10 âm lịch, tài lộc dồi dào, sự nghiệp phát triển, nhưng cẩn thận với quyết định lớn. Tháng 10 là thời điểm mà tài lộc của tuổi Đinh Mùi có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ. Đây là giai đoạn tài chính của bản mệnh có những bước tiến lớn, đặc biệt là từ các khoản đầu tư trước đó, hoặc những công việc đã được khởi động từ đầu năm, các dự án bắt đầu mang lại lợi nhuận, và đây là thời điểm mà bản mệnh có thể gặt hái được những thành quả lớn. Tuy nhiên, trong tháng này bản mệnh cũng cần chú ý đến các quyết định lớn liên quan đến công việc và tài chính. Mặc dù tài lộc có dấu hiệu thăng hoa,
Nhưng việc đưa ra các quyết định lớn cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Bản mệnh dễ bị cuốn hút vào những cơ hội tưởng chừng như quá tốt để từ chối, nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo an toàn. Trong công việc, tháng 10 cũng mang lại cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, hãy tránh việc ôm đồm quá nhiều trách nhiệm cùng lúc. Việc tập trung vào một mục tiêu chính sẽ giúp bản mệnh kiểm soát tình hình tốt hơn và tránh được áp lực từ nhiều phía. Lời khuyên, hãy cẩn thận khi đưa ra các quyết định lớn, đặc biệt là trong tài chính và sự nghiệp. Tập trung vào các mục tiêu chính và tránh bị phân tâm bởi quá nhiều cơ hội cùng lúc. Tháng 11 âm lịch, gia đạo hòa thuận, sức khỏe ổn định. Tháng 11 là thời điểm mà tuổi Đinh Mùi có thể cảm thấy sự ổn định trong cuộc sống cá nhân và gia đình. Đây là tháng mà bản mệnh nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Những mâu thuẫn trước đó nếu có sẽ dần được giải quyết, mang lại không khí êm ấm trong gia đình. Về mặt sức khỏe, tháng 11 cũng là thời gian tốt để bản mệnh chăm sóc và phục hồi sức khỏe sau những tháng làm việc căng thẳng trước đó. Những dấu hiệu mệt mỏi và căng thẳng từ công việc có thể được giảm bớt. Nhờ đó, bản mệnh có thêm năng lượng để tận hưởng cuộc sống và chăm lo cho gia đình. Ngoài ra, tháng 11 là thời điểm lý tưởng để bản mệnh tổ chức các buổi gặp gỡ, sum họp với người thân và bạn bè. Đây là cơ hội để bản mệnh kết nối lại với những người xung quanh, xây dựng mối quan hệ cá nhân bền vững. Lời khuyên, hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và chăm sóc sức khỏe của bản thân. Tháng 11 là thời điểm để cân bằng lại cuộc sống và tìm lại sự yên bình trong tâm hồn. Tháng 12 âm lịch, thành tựu tài chính và gia đình, nhưng cần chú ý sức khỏe. Tháng 12 là thời điểm mà tuổi Đinh Mùi có thể kết thúc năm với nhiều thành tựu đáng kể. Đặc biệt là về mặt tài chính và gia đình, những nỗ lực trong suốt năm qua cuối cùng cũng mang lại những thành quả xứng đáng. Tài chính có dấu hiệu phát triển tốt, các khoản đầu tư trước đó bắt đầu sinh lời và sự nghiệp đạt được những bước tiến vững chắc. Tuy nhiên, tháng 12 cũng mang lại không ít áp lực, đặc biệt là về mặt công việc và quản lý tài chính. Bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe của mình, tránh làm việc quá sức hoặc để căng thẳng công việc ảnh hưởng đến tinh thần. Sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nếu bản mệnh không dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Bên cạnh đó, tháng 12 cũng là thời điểm mà những xung đột nhỏ trong gia đình có thể xảy ra. Dù cho đó chỉ là những mâu thuẫn nhỏ, bản mệnh cũng nên tìm cách giải quyết kịp thời, tránh để xung đột leo thang làm ảnh hưởng đến không khí gia đình trong những ngày cuối năm. Lời khuyên, hãy tận dụng thời điểm này để củng cố tài chính và công việc, nhưng đừng quên chăm sóc sức khỏe, giữ gìn mối quan hệ gia đình hòa thuận và tránh xung đột nhỏ không đáng có. Tử vi chi tiết các phương diện trong cuộc sống của Đinh Mùi trong 4 tháng cuối năm 2024. Người tuổi Đinh Mùi sẽ có nhiều thay đổi đáng chú ý trong các phương diện cuộc sống, từ sự nghiệp, tài lộc cho đến sức khỏe và tình duyên. Mỗi phương diện đều mang lại cơ hội và thách thức riêng, đòi hỏi bản mệnh phải tỉnh táo và cân nhắc kỹ lưỡng để tối ưu hóa cơ hội và vượt qua khó khăn. Hãy cùng đi sâu vào phân tích chi tiết từng khía cạnh để có cái nhìn rõ ràng hơn về những gì tuổi Đinh Mùi sẽ đối mặt trong thời gian tới. Đầu tiên, xét về phương diện sự nghiệp của Đinh Mùi sinh năm 1967, trong 4 tháng cuối năm 2024. Tuổi Đinh Mùi sẽ có những bước phát triển đáng kể trong sự nghiệp. Tháng 9 và tháng 10 là hai tháng mang đến nhiều cơ hội cho bản mệnh, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính và kinh doanh. Đây là thời điểm bản mệnh có thể đón nhận các dự án mới, mở rộng quy mô công việc, hoặc thậm chí đảm nhận những vai trò quan trọng hơn trong công ty hoặc tổ chức của mình. Những cơ hội này không đến một cách dễ dàng và bản mệnh sẽ cần phải thể hiện sự nỗ lực kiên trì và không ngừng học hỏi để nắm bắt tốt nhất. Tuy nhiên, trong quá trình này, bản mệnh cần phải đặc biệt thận trọng trước những quyết định lớn, những cơ hội mang lại lợi ích tài chính có thể xuất hiện. Nhưng nếu không cân nhắc kỹ lưỡng, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng áp lực hoặc căng thẳng quá mức, dẫn đến những sai lầm không đáng có. Tháng 9 sẽ là tháng bản mệnh gặp phải một số thách thức trong việc điều hành công việc, vì vậy hãy kiên nhẫn và không vội vàng đưa ra quyết định. Trong tháng 10, sự nghiệp của bản mệnh có xu hướng thăng tiến mạnh mẽ. Đây là thời điểm tốt để bản mệnh khẳng định bản thân và đạt được những thành công đáng kể. Lời khuyên, để đảm bảo sự nghiệp phát triển ổn định, bản mệnh nên tiếp cận các cơ hội một cách có kế hoạch, không nên vội vàng trong các quyết định lớn. Hãy phân tích kỹ lưỡng các yếu tố rủi ro, lập kế hoạch dài hạn và luôn giữ tinh thần tỉnh táo trước các cơ hội mới. Về phương diện tài lộc, về mặt tài lộc,
tuổi Đinh Mùi sẽ chứng kiến sự khởi sắc đáng kể trong các tháng 10 và 12 âm lịch. Những khoản đầu tư hoặc các dự án tài chính mà bản mệnh đã lên kế hoạch từ đầu năm sẽ bắt đầu mang lại lợi nhuận. Đây là thời điểm mà nguồn thu nhập từ công việc chính và phụ đều có xu hướng gia tăng, mang lại cho bản mệnh cảm giác an toàn và ổn định về tài chính. Tuy nhiên, trong tháng 9 âm lịch, bản mệnh cần phải đặc biệt thận trọng khi xử lý các vấn đề tài chính. Các khoản đầu tư có rủi ro cao hoặc những dự án chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng có thể gây ra thiệt hại tài chính. Để tránh những rủi ro này, bản mệnh nên tập trung vào các dự án an toàn, có khả năng sinh lời bền vững và tránh những kế hoạch tài chính mạo hiểm. Tháng 10 là thời điểm tài chính thịnh vượng, nhờ vào việc các khoản đầu tư bắt đầu sinh lời và cơ hội kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Tháng 12 cũng mang đến nhiều cơ hội tài chính khi các dự án lớn hoặc hợp tác quan trọng có thể giúp bản mệnh kết thúc năm với một nguồn thu ổn định. Lời khuyên, quản lý tài chính một cách thông minh là yếu tố quan trọng để đảm bảo tài lộc phát triển bền vững. Bản mệnh cần tránh tiêu xài hoang phí và chỉ nên đầu tư vào các dự án có tiềm năng cao, tránh việc dồn toàn bộ nguồn lực vào các dự án có rủi ro lớn, đặc biệt là trong tháng 9. Về phương diện sức khỏe. Về sức khỏe, bản mệnh có một giai đoạn khá ổn định trong 4 tháng cuối năm, tuy nhiên, không thể tránh khỏi những ảnh hưởng từ áp lực công việc và cuộc sống. Tháng 9 và tháng 11 là hai thời điểm mà bản mệnh có thể cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, do đó cần đặc biệt chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình. Sự mệt mỏi này không chỉ đến từ khối lượng công việc, mà còn có thể do những lo lắng về tài chính và các mối quan hệ xã hội. Bản mệnh nên duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên luyện thể dục và chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Đây là cách tốt nhất để duy trì sự ổn định về sức khỏe tinh thần và thể chất. Bản mệnh nên tránh làm việc quá sức, đồng thời cần dành thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi. Lời khuyên, dành thời gian cho bản thân, tập trung vào các hoạt động thể thao nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc thiền để giúp giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần. Đừng quên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và đủ giấc ngủ để có đủ năng lượng đối mặt với những thách thức trong công việc và cuộc sống. Về phương diện tình duyên và gia đạo. Tình duyên và gia đạo của người tuổi Đinh Mùi trong những tháng cuối năm khá êm ấm. Tháng 11 là thời điểm đặc biệt thuận lợi cho các mối quan hệ gia đình. Đây là giai đoạn mà bản mệnh có thể dành nhiều thời gian hơn cho người thân, bạn bè và các buổi gặp gỡ. Sum họp gia đình, các mối quan hệ tình cảm trong gia đình sẽ được củng cố và những hiểu lầm trước đó sẽ dần được giải quyết. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải chú ý giữ cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Dù sự nghiệp đang có nhiều tiến triển, đừng để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến không khí hòa thuận trong gia đình. Nếu có căng thẳng hoặc mâu thuẫn nhỏ, hãy giải quyết một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh, tránh để tình trạng leo thang thành xung đột. Lời khuyên, hãy dành thời gian quan tâm đến người thân trong gia đình, đồng thời cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Gia đình chính là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp bản mệnh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, đừng để những căng thẳng công việc làm mất đi sự hài hòa trong gia đình. Cách hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc 4 tháng cuối năm. Để giúp tuổi Đinh Mùi 1967 có thể vượt qua những thách thức và tận dụng tối đa các cơ hội trong 4 tháng cuối năm 2024, việc áp dụng phong thủy và thực hiện các nghi lễ hóa giải vận hạn là rất cần thiết. Dưới đây là một số gợi ý chi tiết về việc sử dụng các vật phẩm phong thủy, các nghi lễ truyền thống và những hoạt động tích phúc để giúp bản mệnh đón tài lộc, xua tan vận hạn và duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Đầu tiên, các bác có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy để kích hoạt tài lộc. Trong phong thủy, các vật phẩm có năng lượng mạnh mẽ không chỉ giúp hóa giải vận hạn mà còn kích hoạt dòng chảy của tài lộc, mang lại may mắn và thịnh vượng cho bản mệnh. Đối với tuổi Đinh Mùi, năm 2024 sẽ là giai đoạn mà bản mệnh cần chú ý đến việc sử dụng các vật phẩm phong thủy để hỗ trợ vận trình. 1. Tỳ hưu. Tỳ hưu là một trong những linh vật phong thủy mang đến tài lộc và sự giàu sang. Theo quan niệm phong thủy, tỳ hưu có khả năng thu hút tài lộc, tránh xa tai họa và giúp bản mệnh luôn gặp may mắn trong công việc và kinh doanh. Đặt tỳ hưu tại bàn làm việc, phòng khách hoặc mang theo một chiếc tỳ hưu nhỏ làm trang sức sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tài lộc, tránh được những rủi ro tài chính trong những tháng cuối năm. 2. Dòng đá mã não. Mã não là loại đá phong thủy có tính chất bảo vệ và mang lại sự bình yên.
thịnh vượng. Dòng đá mã não không chỉ giúp bản mệnh giữ vững tinh thần mà còn có tác dụng tăng cường sức khỏe, loại bỏ những năng lượng xấu. Đặc biệt, đối với tuổi Đinh Mùi, mã não giúp duy trì sự cân bằng trong các mối quan hệ và gia đạo, giúp bản mệnh tránh xa các xung đột và căng thẳng. 3. Thạch anh tím. Thạch anh tím là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý và cũng được xem là một trong những loại đá phong thủy tốt nhất cho tuổi Đinh Mùi trong giai đoạn cuối năm. Thạch anh tím giúp kích hoạt trí tuệ sáng suốt, đồng thời mang lại sự may mắn trong tài chính và công việc. Đặt thạch anh tím trên bàn làm việc hoặc trong nhà sẽ giúp bản mệnh luôn tỉnh táo, tránh được những quyết định sai lầm và tăng cường tài lộc. Thứ hai, hướng dẫn các nghi lễ thắp hương, xông nhà và làm lễ cúng để hóa giải vận hạn. Bên cạnh việc sử dụng các vật phẩm phong thủy, bản mệnh cũng có thể thực hiện các nghi lễ tâm linh đơn giản để xua tan vận hạn và thu hút tài lộc. Dưới đây là một số nghi lễ mà tuổi Đinh Mùi có thể thực hiện trong những tháng cuối năm. 1. Thắp hương cầu an và cầu tài. Vào các ngày đầu tháng hoặc cuối tháng âm lịch, bản mệnh nên thắp hương trước bàn thờ tổ tiên để cầu bình an và tài lộc. Việc thắp hương cần được thực hiện với tâm thế thành tâm, không chỉ để thể hiện lòng biết ơn đối với gia tiên mà còn để thu hút năng lượng tích cực. Hãy chuẩn bị hương thơm, hoa quả và nước sạch để cúng bái, tạo không gian trang nghiêm và thanh tịnh cho nghi lễ. 2. Xông nhà để loại bỏ năng lượng xấu. Xông nhà là một trong những phương pháp phong thủy đơn giản nhưng rất hiệu quả trong việc thanh lọc không gian sống, xua đuổi tà khí và thu hút tài lộc. Bản mệnh có thể sử dụng các loại thảo dược như bồ kết, trầm hương, lá bưởi hoặc các loại tinh dầu để xông nhà. Thực hiện xông nhà vào những ngày tốt trong tháng sẽ giúp bản mệnh hóa giải vận hạn, tạo điều kiện tốt hơn để đón tài lộc vào nhà. 3. Làm lễ cúng giải hạn. Đối với những tháng có nhiều biến động như tháng 9 và tháng 10, bản mệnh nên thực hiện lễ cúng giải hạn để xua tan những khó khăn. Lễ cúng giải hạn có thể thực hiện tại gia đình hoặc đến chùa làm lễ cúng dâng sao giải hạn. Nên chọn những ngày hoàng đạo trong tháng để tiến hành nghi lễ này, đồng thời giữ thái độ thành tâm, kính cẩn để đạt được hiệu quả tốt nhất. Thứ ba, các bác hãy thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện và giúp đỡ người khác. Một trong những cách tốt nhất để giảm bớt vận hạn và thu hút năng lượng tích cực là thực hiện những việc thiện, giúp đỡ những người xung quanh. Việc tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ giúp bản mệnh tạo thêm phước đức mà còn làm tăng cường lòng nhân ái, tạo sự cân bằng giữa cuộc sống vật chất và tinh thần. 1. Tích cực tham gia thiện nguyện. Nếu có điều kiện, bản mệnh nên tham gia các hoạt động từ thiện như hỗ trợ người nghèo, trẻ em, người già neo đơn hoặc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn giúp bản mệnh cảm nhận sự bình an trong tâm hồn, từ đó xua tan những căng thẳng và vận hạn không mong muốn. 2. Giúp đỡ những người xung quanh. Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện lớn, bản mệnh cũng có thể giúp đỡ những người thân, bạn bè hoặc những người xung quanh mình khi họ gặp khó khăn. Hành động giúp đỡ không nhất thiết phải lớn lao, chỉ cần bản mệnh làm từ tâm, với lòng chân thành, điều này cũng giúp hóa giải vận hạn và mang lại phước đức cho mình. Lời khuyên, để hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc, ngoài việc sử dụng các vật phẩm phong thủy, bản mệnh cần duy trì tâm thế an yên, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và giữ gìn đạo đức, giúp đỡ người khác. Đây chính là cách tốt nhất để tạo nên phước đức và thu hút năng lượng tích cực trong cuộc sống. Tiếp theo là những điều cần tránh trong 4 tháng cuối năm, cô bác tuổi Đinh Mùi cần tuyệt đối chú ý nhé. Trong 4 tháng cuối năm 2024, bên cạnh những cơ hội lớn về tài lộc và sự nghiệp, tuổi Đinh Mùi 1967 cũng đối diện với không ít thách thức và rủi ro tiềm ẩn. Vì vậy, để đảm bảo vận trình được suôn sẻ và hạn chế tối đa các rủi ro, bản mệnh cần phải lưu ý những điều cần tránh dưới đây. Đầu tiên, sai lầm trong đầu tư. Tránh các khoản đầu tư mạo hiểm hoặc dự án không rõ ràng. Trong tháng 9 và tháng 10, cơ hội về tài chính và đầu tư sẽ xuất hiện khá nhiều. Đây là thời điểm mà bản mệnh có thể cảm thấy hứng thú với các dự án kinh doanh mới, những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, đây cũng là lúc bản mệnh cần phải đặc biệt thận trọng, vì sự vội vàng và thiếu cân nhắc có thể dẫn đến những sai lầm không đáng có. 1. Không nên đầu tư vào các dự án mạo hiểm. Trong giai đoạn cuối năm, thị trường tài chính có thể có nhiều biến động. Việc tham gia vào những dự án mạo hiểm, thiếu sự đảm bảo,
hoặc không rõ ràng về pháp lý có thể dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng. Dù có cơ hội thu về lợi nhuận cao, nhưng rủi ro thất bại cũng rất lớn. Vì vậy, bản mệnh nên tránh xa những khoản đầu tư có tính chất mạo hiểm trong các tháng này. 2. Tránh quyết định vội vàng. Một sai lầm lớn trong đầu tư là đưa ra quyết định nhanh chóng mà không có đủ thông tin và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tháng 9 và tháng 10 là thời điểm bản mệnh dễ bị cuốn vào những cơ hội tưởng chừng như hấp dẫn, nhưng nếu không cân nhắc ý lưỡng dễ dẫn đến thất bại. Do đó, trước khi tham gia vào bất kỳ dự án nào, bản mệnh cần dành thời gian phân tích kỹ càng, xem xét rủi ro và tham khảo ý kiến từ các chuyên gia. Lời khuyên, trong thời gian này bản mệnh nên tập trung vào các dự án quen thuộc, có độ an toàn cao và không nên mạo hiểm đầu tư vào các lĩnh vực mới hoặc không có kinh nghiệm. Sự kiên nhẫn và thận trọng là chìa khóa để đảm bảo tài lộc phát triển bền vững. Thứ hai, xung đột gia đình. Tránh để căng thẳng công việc ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Tháng 12, khi áp lực từ công việc và tài chính gia tăng, bản mệnh cần phải đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ gia đình. Căng thẳng từ công việc có thể ảnh hưởng đến tình cảm và hòa khí trong gia đình, dẫn đến những xung đột nhỏ nhưng khó tránh. 1. Không để công việc ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Bản mệnh có thể bị cuốn vào guồng quay công việc, đặc biệt là khi các dự án cuối năm yêu cầu sự tập trung cao độ. Tuy nhiên, việc dành quá nhiều thời gian cho công việc có thể làm giảm thời gian và sự quan tâm dành cho gia đình, dẫn đến cảm giác bị bỏ bê trong các mối quan hệ. Thay vì để công việc lấn át cuộc sống gia đình, bản mệnh cần biết cách cân bằng giữa hai yếu tố này. 2. Tránh để mâu thuẫn nhỏ trở thành xung đột lớn. Tháng 12 là thời điểm mà áp lực từ công việc có thể khiến bản mệnh dễ nổi nóng, thiếu kiên nhẫn với các thành viên trong gia đình. Những mâu thuẫn nhỏ, nếu không được giải quyết kịp thời và hợp lý, dễ dàng leo thang thành xung đột lớn. Vì vậy, bản mệnh cần giữ bình tĩnh, lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của người khác, không nên để áp lực từ công việc làm mất đi sự hòa thuận trong gia đình. Lời khuyên, hãy dành thời gian cho gia đình, ngay cả khi công việc đang rất bận rộn. Việc giữ gìn hòa khí và sự gắn kết trong gia đình không chỉ giúp bản mệnh duy trì cuộc sống hạnh phúc, mà còn là nguồn động viên lớn để vượt qua mọi thử thách trong công việc. Thứ ba, lối sống thiếu khoa học, tránh thức khuya, căng thẳng quá mức và cần giữ vững chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Cuộc sống bận rộn cuối năm dễ khiến bản mệnh quên mất việc chăm sóc bản thân và sức khỏe. Căng thẳng, thức khuya, ăn uống không lành mạnh có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, ảnh hưởng đến tinh thần và hiệu suất làm việc. 1. Tránh căng thẳng kéo dài, áp lực công việc và các vấn đề tài chính trong những tháng cuối năm có thể khiến bản mệnh rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Nếu không biết cách giải tỏa stress, bản mệnh dễ gặp phải các vấn đề về tâm lý, chẳng hạn như lo âu, mất ngủ hoặc thậm chí là trầm cảm. Do đó, việc duy trì tâm lý thoải mái, thư giãn là điều rất cần thiết. Bản mệnh có thể tham gia vào các hoạt động thể dục nhẹ nhàng như yoga, đi bộ hoặc thiền để giảm bớt căng thẳng. 2. Tránh thức khuya và ăn uống không lành mạnh. Việc thức khuya và ăn uống không điều độ trong giai đoạn cuối năm có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như suy nhược, mệt mỏi hoặc các bệnh liên quan đến dạ dày, huyết áp. Bản mệnh cần giữ vững chế độ sinh hoạt khoa học, đi ngủ đúng giờ và ăn uống cân bằng để duy trì sức khỏe ổn định. Thay vì bỏ qua bữa ăn, bản mệnh nên ưu tiên những thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và tinh thần. 3. Tránh làm việc quá sức. Làm việc quá sức có thể giúp hoàn thành nhanh chóng các dự án, nhưng về lâu dài lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Trong tháng 9 và tháng 10, khi khối lượng công việc gia tăng, bản mệnh cần biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, không nên ôm đồm quá nhiều công việc cùng lúc. Việc nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp bản mệnh có đủ năng lượng và tỉnh táo để đối phó với những thách thức trong công việc. Lời khuyên, hãy duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh và đều đặn để đảm bảo sức khỏe ổn định. Dù công việc có bận rộn đến đâu, bản mệnh cũng không nên xem nhẹ việc chăm sóc bản thân. Sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất giúp bản mệnh vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị, cuộc đời của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, đã trải qua nhiều thăng trầm, cả trong sự nghiệp, tài chính lẫn các mối quan hệ cá nhân. Với gần 60 năm cuộc đời, bản mệnh đã đối mặt với không ít khó khăn, nhưng đồng thời cũng gặt hái được những thành tựu đáng tự hào. Trong giai đoạn này, điều quan trọng nhất mà bản mệnh cần nhận ra là sự kiên nhẫn và tinh thần lạc quan chính là chìa khóa giúp vượt qua mọi thử thách. 1.
những thăng trầm của tuổi Đinh Mùi và bài học từ cuộc đời. Tuổi Đinh Mùi từ khi sinh ra đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt trong những năm tháng trưởng thành. Bản mệnh đã phải trải qua giai đoạn thay đổi lớn về kinh tế, xã hội, thậm chí là đối mặt với những biến cố cá nhân. Những người tuổi này thường là những người rất độc lập, biết tự lực cánh sinh và luôn cố gắng phấn đấu trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, chính những khó khăn mà họ gặp phải cũng đã dạy cho họ bài học về sự kiên nhẫn và khả năng đứng vững trước những thử thách của cuộc đời. Giai đoạn từ 30 đến 40 tuổi, nhiều người tuổi Đinh Mùi đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn về tài chính hoặc công việc không suôn sẻ. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, họ luôn tìm cách vươn lên, giữ vững tinh thần và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Đó là lý do vì sao đến độ tuổi này, nhiều người tuổi Đinh Mùi đã có được sự ổn định trong sự nghiệp, tài chính và gia đình. Những thành tựu đó không đến từ may mắn, mà từ chính sự kiên nhẫn và quyết tâm của họ. Bài học rút ra, dù cuộc đời có lúc thăng, lúc trầm, nhưng chỉ cần bản mệnh kiên nhẫn, biết vượt qua khó khăn bằng sự bình tĩnh và sáng suốt, thành công sẽ đến. Tuổi Đinh Mùi đã trải qua đủ những khó khăn để hiểu rằng không có gì là dễ dàng, nhưng cũng không có điều gì là không thể vượt qua. Cuộc sống luôn thay đổi, và điều quan trọng là bản mệnh luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách đó. 2. Học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Ở tuổi gần 60, bản mệnh đã nhận ra rằng công việc không phải là tất cả. Dù công việc mang lại tài chính và sự ổn định, nhưng việc sống chỉ để làm việc sẽ khiến bản mệnh bỏ lỡ những giá trị quan trọng khác trong cuộc sống. Gia đình, bạn bè và sự thỏa mãn về tinh thần cũng là những yếu tố không thể thiếu để đạt được hạnh phúc trọn vẹn. Khi còn trẻ, tuổi Đinh Mùi có thể dễ bị cuốn theo guồng quay của công việc, coi trọng sự nghiệp hơn bất kỳ điều gì khác. Tuy nhiên, ở độ tuổi này bản mệnh đã có cái nhìn sâu sắc hơn về giá trị cuộc sống. Điều quan trọng không phải là làm việc nhiều hay kiếm được nhiều tiền, mà là biết tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên người thân và bạn bè. Đối với tuổi Đinh Mùi, việc tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân là một hành trình khó khăn, nhưng đó cũng là chìa khóa để họ cảm thấy hạnh phúc hơn. Bản mệnh cần học cách dành thời gian cho gia đình, bạn bè và thậm chí là cho chính mình. Việc biết lắng nghe bản thân, nghỉ ngơi khi cần và không đặt quá nhiều áp lực lên vai mình sẽ giúp bản mệnh cảm thấy thư thái và hạnh phúc hơn. Lời khuyên, trong giai đoạn cuối năm 2024, bản mệnh nên cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Dù có những thách thức lớn trong sự nghiệp, nhưng đừng quên dành thời gian chăm sóc gia đình và bản thân. Đôi khi những thành công nhỏ trong cuộc sống cá nhân, như một buổi tối sum họp gia đình, một buổi đi dạo thư giãn cũng mang lại niềm vui lớn lao hơn cả những thành công lớn trong công việc. 3. Duy trì tinh thần lạc quan và tìm niềm vui từ những điều giản dị. Cuộc sống luôn đầy rẫy những biến động và không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bản mệnh cần giữ vững tinh thần lạc quan và không ngừng nỗ lực. Đối với tuổi Đinh Mùi, gần 60 năm cuộc đời đã giúp bản mệnh hiểu rằng việc giữ vững tinh thần tích cực là điều không thể thiếu để vượt qua khó khăn. Bản mệnh cũng đã trải qua đủ những biến cố trong cuộc đời để hiểu rằng không cần phải tìm kiếm niềm vui ở những điều xa xỉ, hào nhoáng. Đôi khi, hạnh phúc đến từ những điều rất giản dị như một bữa cơm gia đình, một buổi sáng thư giãn bên tách trà hay một cuộc trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Ở tuổi này, việc sống chậm lại, dành thời gian để tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé, bình dị của cuộc sống sẽ giúp bản mệnh tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Không cần phải đặt quá nhiều kỳ vọng vào những điều lớn lao, chỉ cần biết tận hưởng hiện tại, sống tích cực, bản mệnh sẽ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống. Lời khuyên, hãy luôn duy trì tinh thần lạc quan, sống tích cực và tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị trong cuộc sống. Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào tương lai, mà bỏ lỡ những khoảnh khắc hiện tại. Việc biết trân trọng những điều nhỏ nhặt sẽ giúp bản mệnh cảm thấy bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống. Cuộc đời tuổi Đinh Mùi 1967 đã trải qua không ít khó khăn, nhưng cũng đã đạt được nhiều thành tựu. Giai đoạn cuối năm 2024 là thời điểm để bản mệnh nhìn lại những gì đã trải qua, rút ra bài học từ cuộc sống và biết trân trọng những giá trị thực sự của hạnh phúc. Với sự kiên nhẫn, lạc quan và biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, bản mệnh chắc chắn sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, đạt được thành công và sự hài lòng trong cuộc sống. Kết thúc tử vi 4 tháng cuối năm 2024 cho tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng những cơ hội lớn về tài lộc và sự nghiệp đang chờ đón.
Đây là thời điểm bản mệnh có thể tạo nên những bước đột phá trong công việc, tài chính khởi sắc. Nhưng không vì thế mà chủ quan, bản mệnh cần chú ý hơn đến sức khỏe và gia đạo, đảm bảo giữ vững sự cân bằng trong cuộc sống. Cơ hội về tài lộc và sự nghiệp sẽ không tự đến nếu chúng ta không chủ động nắm bắt. Đinh Mùi nên tận dụng mọi cơ hội có thể, nhưng đồng thời cũng cần sự thận trọng, đừng để các quyết định tài chính hoặc công việc gây ra áp lực không đáng có. Điều quan trọng nữa là không được bỏ qua sức khỏe. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ là nền tảng vững chắc để bản mệnh đối diện với mọi thử thách và thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần quan trọng. Việc chăm sóc và giữ vững hòa khí trong gia đình không chỉ mang lại sự bình yên, mà còn giúp bản mệnh có động lực vượt qua mọi khó khăn bên ngoài. Hãy nhớ rằng, thành công trong công việc và sự nghiệp sẽ không trọn vẹn nếu gia đê không hạnh phúc. Nếu bạn thấy thông tin tử vi hữu ích, đừng ngần ngại chia sẻ video này đến với bạn bè, người thân để họ cũng có thể nhận được những lời khuyên hữu ích. Đừng quên bình luận ý kiến của bạn và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin tử vi mới nhất cho các giai đoạn sắp tới. Những kiến thức tử vi sẽ luôn là kim chỉ nam cho bản mệnh trong quá trình phát triển và thành công.